Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả nào mày. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem qua schedule của Khả nha nào mày. Ngày hôm nay thì sau khi đổi đường môn và ngày hôm nay là ngày đầu tiên Khả đánh tông kim và cũng như là đã được hôm nay được thức chín tông kim nha mọi người. Ôi, hình ca muốn khét quá, 89k. Ok, hôm nay thì chúng ta cùng xem sơ schedule của Khải sau vài hôm thay đổi nha nào. Đây nè mày. Cái năng tiềm năng của Khải nè. Tại bao nhiêu là Khải đang có 24. Hiện tại Khải đang có một dòng tiên phong, cái năng cũng có một cấp trên đầu nha nào. Và kèm với càng khôn là 2 và kèm với tuyệt thớ là 4 kỹ năng ở bao vũ như nè, còn lại là tất cả là 3 kỹ năng cũng có nha mọi người, 3 kỹ năng cũng có nha, nhờ vào cái tiên phong với lại dòng càng khôn á. Rồi anh em cùng nhìn sơ qua sẽ đồ của Khải đây nè. Thì hiện tại skill cao nhất của Khải là đó là đường một âm khí nè mày, cộng 20 cộng 8 như nè, 20 cộng 8 lại là tất cả là cộng 3 bom thì không nói này. Rồi đầu tiên là Khải sở hữu cho mình một set đồ có thể nói là 4 món hoàn kim môn phái nha anh em, 4 món kim môn phái, chưa có cây vũ khí nha anh em, chưa có cây vũ khí nha. Và đang có một cái nón địa phách phòng thủ lý 29 chậm 38 sinh lực nội lực 3 cấp skill 9x và một bao tay địa phách 29 phòng thủ lý 43 làm chậm 44 chón sinh lực nội lực và một đai lưng bên hàng như năm. Cái chân này là địa phách, này là đai lưng bên hàng thủ lý 29 chón 39 và dăm chậm 49. Thì hiện lại chón 39 này với bao tay này thì Khải đạt được 83 chón nha em ơi, 83 chón là Khải được 80 nha nè. Rồi một cái áo đặt móc phục hồi 47 nha mọi người, sinh lực và đồ môn khí 2 cấp vòng thủ lý 21. Ở cái áo này Khải khá ok luôn nè mọi người, có áo này kèm dắt châu vải đái luôn nè mà. Rồi đặt móc 47 khá châu. Ở hướng làm chậm thì Khải đang có cái này 38, cái này 43, cái này 49 thì được 110 đúng không? À, đây là cho 40 3 40 50 92 92 mới là đúng rồi. 130 với cái này là 175 chậm nha em ơi. 175 chậm ở đôi giày nữa thì 40 nữa là 170, thì chung 170 đạt móc 165 chậm nha. Rồi thủ lý 24. Thủ là làm chậm 40. Tốc 40, sinh lực lực và thân pháp 19. À, cái nọ đang mang nọ thường không có nọ không kịp môn phá nha em. Nọ kịp môn phá thì hôm qua Khải mượn thôi em ơi. Hôm qua Khải mượn đi viêm đớ thôi em ơi. Nếu mà có nào mát thì nữa sướng anh em, nếu có nào mát là đánh sướng anh em ơi. Nào mát thì đặt tóc đánh nó sẽ khác ok hoàn toàn liền anh em. Hiện tại bây giờ Khải với cái tóc này 143, cánh lệnh bài 50 và phải tóc 50 thì chỉ là 243, 243 chỉ đạt 201 thôi anh em ơi. Còn nếu mà có nào mát như hôm qua á, nếu có nào mát hồng kim như hôm qua thì Khải sẽ đạt 261 thì nó sẽ lên một móc đánh nữa thì nó sẽ khác hoàn toàn vậy anh em. Nói chung là không có nổi nên là hơi chậm chỗ đó, đánh hơi chậm anh em. Rồi và đang có một set đồng bang mắt ộp nha em ơi, giá trị kháng cản 19, nhẫn 30 kháng băng, nhẫn 30 kháng hở và ngọc bội 30 kháng độc nha em ơi. Và kèm với một phi phong kháng cản 10, một con bông tiêu và một cái chân sức sinh lực 200 nha em. Đó. Ngày nay thì Khải được top 9 em ơi. Hình ca thì Khải có sao đồ trên kênh YouTuber anh em. Anh em lên kênh YouTuber xem cao thủ hình ca giúp Khải nha. Hôm trước Khải không sao đồ hình ca một lần rồi đó. Bao tay thì phòng thủ lấy 29 anh em. Nói chung với lượng phòng thủ như thế này thì Khải được đứng một mình thì được 75 cộng 3 nha anh em. 75 cộng 3. 75 cộng 3 phòng thủ lý và kháng 69 71 69 75 và kèm với ngay 10 thì kháng Khải lên được 75 cộng 6, 75 cộng 1, 75 cộng 2, 75 cộng 1, 75 cộng 3 nha. Xe bên này xe một kiểu xe á. Nói chung là tận dụng được ngay 10 thì khá là lấy rồi nè mà. Đó. Ngày hôm nay thì được top 9 tấm kim nha anh em ơi. Nói chung là một trận đánh kim khá là ok nè mà. Liên chạm 34, liên chạm liên tục nè mà. Nói chung là đi bất lẽ kẹp góc, đi bất lẽ liên tục đó nè. Nhiều pha thì phải tranh thủ kéo người ta dụ người ta ra góc lát mình đánh nè, chứ nhiều khi mình vô trong đông quá mình đánh đâu có nổi đâu, mình cứ dụ từng xe là mình cứa thôi nè, đánh đường môn phải như vậy thôi. Hello nè mới vô nha. Ừ rồi ok, và ngày hôm nay thì được top 9 nha mọi người. Anh em xem theo dõi video đừng quên ủng hộ cho Khải lần theo dõi video này một like cho xem hồi chơi nha. Không như hơn thì kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Và đừng quên xem video live trực tiếp của Khải vào lúc 11:50 buổi trưa cũng như là 19:50 vào buổi tối nha anh em ơi. Khải live 20 giờ là trưa và tối nha anh em. Anh em rảnh rỗi khung giờ nào thì lên tham gia và xem live trực tiếp khung giờ đó ủng hộ Khải nha. Và những video ngắn như thế này Khải up trên kênh vào lúc 11:15 trên kênh YouTuber nha mọi người. Anh em nào chưa đăng ký YouTuber của Khải thì có thể lên YouTuber gõ Di Khải Gaming thì sẽ thấy cái kênh của Khải nha anh em. Và đừng quên like cho xem mạnh ủng hộ nha. Bây giờ thì Khải cho ạc lên phân đơn độ đỡ đi phân đơn độ nha nè. Rồi, ok. Bao tay gì chiến lê ơi, bao tay địa phát nè. Nón thì cũng địa phát.
Đai lưng thì Khải mới đổi mượn đai lưng bên hàng để lấy móc chón, áo thủ lý, sâm hoàng, đặt móc 47, và đôi giày thì Khải vừa đổi lên đôi giày thủ lý là lên phòng thủ lý cao nên mà không mang kháng hỏa luôn á. Xét ông ban thì mát 30 30 19 nha năm. Nó 30 47 100%, 22 188. Rồi, ok. Hello Hùng Nguyễn nha. HN là ít nè. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi lên thuyền nha năm.